Chủ nhà chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà 4,5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Chưa đến 2 tỷ đồng mà có thể tìm được mua ngôi nhà tại Hà Nội, sổ đỏ chuẩn chỉnh, ô tô vào được nhà và về ở được ngay, có không ạ? Có ngay tại video này. Với căn nhà này, vị trí của nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ. Với cái vị trí này thì sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hà Đông. Căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng năm 2022 mọi người ạ. Và chủ nhà mua để đầu tư lâu dài và bây giờ thì có nhu cầu chuyển đổi công tác, có nhà bên nhà tốt bán. Thiết kế của ngôi nhà, hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích của ngôi nhà là 32 mét, mặt tiền của ngôi nhà 3 mét 2, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông mọi người ạ. Đây. Và ngõ trước nhà thì ô tô đi qua được. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với phần tầng 1 của ngôi nhà, toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà chủ nhà ốp gạch cho quý vị. Cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn và thiết kế tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đó. Thiết kế tương đối là hợp lý. Với căn nhà này thì một là quý vị có thể gửi ô tô ở bên ngoài, hai là ô tô cũng có thể vào tới nhà mọi người ạ. Thiết kế tương đối là ok, ổn. Với giá bán thì chưa đến 2 tỷ mà ô tô vào trong nhà, sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại phần tầng 1 hệ thống chuẩn thạch cao, chủ nhà để lại một bộ bàn ghế cho quý vị. Nhà thực tế là chủ nhà mua và vẫn chưa ở nha mọi người. Vẫn chưa ở cho nên là còn gần như là mới tinh. Tầng 1 đây, đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp cũng hoàn thiện đầy đủ chỉn chu công năng sử dụng cho quý vị, tủ bếp, phụ kiện bếp, vòi rửa, rồi là nước và điện đều đã xong hết. Tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm. Với cái vị trí này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông tương đối là thuận tiện. Với một ngôi nhà giá rẻ mà thiết kế và xây dựng là 4,5 tầng thì cái công năng sử dụng của nó rất là đầy đủ, rất là hợp lý mọi người nha. Toàn bộ hệ thống cổ trụ dây viện cầu thang từ tầng 1 lên trên các tầng thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế như thế nào ạ? Ngoài đang đi vào phía phần tầng 2 của ngôi nhà, một phòng ngủ master, phòng vệ sinh và đây là phần phòng ngủ. Thì phòng ngủ này có giường, tủ, rèm, chủ nhà đã lắp đặt sẵn ở đây cho quý vị rồi. Đấy. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người nha. Quý vị nào mà hợp với hướng Tây tứ trạch thì có thể quan tâm căn nhà này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều xong hết rồi. Căn nhà này thì nó không lỗi bất kỳ lỗi phong thủy gì cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây, chủ nhà có để một chiếc giường này, một chiếc tủ quần áo để ở đây cho quý vị. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh luôn quay review chuẩn chỉnh cho quý vị để quý vị có thể cân đong đo đếm xem thiết kế của ngôi nhà như thế nó có hợp lý với quý vị hay không, giá bán có hợp lý hay không. Gạch lát nền kích thước là gạch vân gỗ đấy mọi người ạ, và có ban công mở thoáng thực tế hướng được ra phía bên ngoài, đây nằm ở trên mặt ngõ nhà nước rất là ok. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong, phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ về hệ thống sen cây tắm, bồn cầu, quạt hút mùi. Rồi trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch lên trên tới gần trần, rất là sạch sẽ, màu sắc rất là nhã nhặn. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và với phần cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Đó. Đây là phần tầng 2, tất cả các tầng đều có áp riêng mọi người ạ. Áp của từng tầng riêng này. Cho nên quý vị yên tâm nếu như mà có vấn đề gì về điện của từng tầng thì nó sẽ nhảy áp của tầng đó. Mời quý vị lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang đứng tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị cũng như thế. Tương đương tầng 2. Giường, tủ, rèm. Đấy, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Rất là thoáng mát nha mọi người. Đó. Giá là hợp lý.
một ngôi nhà đấy, giường tủ rồi rèm rồi là đồ, là gần như là quý vị về sắm rất là ít nữa và chỉ việc xách vali về và ở thôi. Phòng ngủ thì ngoài cái phần kê giường này, tủ này thì vẫn còn một cái không gian khoảng không rất là rộng. Nếu như quý vị có con em đang độ tuổi đi học thì có thể kê bàn học này, bàn phấn, bàn trang điểm, nói chung là rất là hợp lý bởi vì nó vẫn còn tương đối là nhiều chỗ trống. Đây là phần phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Phòng vệ sinh tầng 3 đây, đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng hài hòa hợp lý, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên tầng 4 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà cũng thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng này, và tương tự như tầng 2, tầng 3, rèm cửa thoáng, giường tủ có sẵn đấy, chỉ việc xách vali về và thôi. Máy lúc nào cũng vậy, căn nhà nào cũng thế, quay review chia sẻ với quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng của ngôi nhà để quý vị có thể theo dõi, cũng như quý vị có thể xem xét xem rằng à cái ngôi nhà này cái công năng sử dụng của nó có ok với quý vị hay không, rồi là cái giá bán nó có phù hợp với tầm tài chính của quý vị hay không và cái cung đường đi lại nữa. Cho nên quý vị bên quỹ căn của nhà tốt có rất là nhiều, quý vị hoàn toàn yên tâm liên hệ trực tiếp với nhà tốt nhé. Đây đây là phần tiếp theo 4 tầng rưỡi mọi người ạ. Ở trên này là chủ nhà làm thêm một cái bàn mái nữa để che xuống cái phần tầng 4 này chống nóng, đồng thời là trên phần trên là phôi phóng ở trên sân với mọi người. Đây để Ngọc Ánh quay cho quý vị ở phần trên nhé. Và đây là phần tầng trên cùng của ngôi nhà mọi người ạ. Đấy, tôn chống nóng rồi là hệ thống lọc nước đầy đủ và quý vị có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích. Mọi người muốn tìm hiểu cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.